Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Thì hồi trước mấy bạn hay inbox nhờ tôi là hướng dẫn cái cách decor nhà hộp sữa và nhà hộp giấy đi. Nhưng mà thực sự là tại vì tôi không có kinh nghiệm xây trong cái những không gian nhỏ, thế nên là tôi cũng không biết decor sao cho đẹp nữa. Nay thì tôi thử sức decor trong không gian hẹp đó, nhưng mà nó không phải là không gian của nhà hộp sữa với là nhà hộp giấy đâu nha. Nhưng mà mọi người cũng thử tham khảo cái idea này để mà xây nhà cho mình ha. Nay tôi sẽ decor theo cái kiểu là phòng khách sạn, tức là cái phòng ngủ và cái phòng khách nó sẽ thông với nhau. Thường chúng ta đi du lịch cùng gia đình á, chúng ta ở phòng khách sạn thì nó sẽ có thêm cái phòng toilet nữa, nhưng mà tôi sẽ bỏ qua cái phòng đó để tiết kiệm diện tích nha. Đoạn này tôi đang đặt những cái vách ngang để giới hạn không gian lại á. Với những bạn mà đã có nhà sẵn rồi thì không cần làm bước này đâu nha, sẽ tiết kiệm được tầm 1.000 tiền sao đó. Ok, đây là cái không gian phía trong căn phòng. Nó sẽ là kiểu hình chữ nhật dài nha. Cũng bắt đầu xây thôi thì tôi sẽ decor theo hướng thiên nhiên và mây tre đồ đó. Thế nên là tôi sẽ dùng toàn bộ cái nội thất của cái loại này. Ở đây thì sẽ có hai cái giường kiểu mây tre thì mọi người tùy mọi người chọn nha. Tôi chọn cái loại giường mà mua bằng kim cương á. Đoạn này tôi có lấy cái kệ và cái bàn ra nhưng mà chưa cần á. Mọi người chỉ cần lấy cái kệ hình chữ nhật như trong hình video thôi. Nó sẽ là tượng trưng cho cái táp đầu giường á. Sau đó đặt một chiếc thảm cùng màu để tạo sự liên kết giữa các cái đồ vật trong căn phòng nha. Chủ đề thiên nhiên, thế nên đừng quên bỏ cây vào nha. Ok, góc bên này thì tôi sẽ đặt một cái tấm gương dài để soi toàn thân và một cái gương tròn để khách tiện đứng đó make up. Thêm một cái con lát gỗ để trang trí và một cái chậu cây phía bên trên để cho cái góc này nó không bị đơn điệu. Ok, xong phần bên đó là phần phòng ngủ rồi thì giờ chúng ta sẽ qua cái phần phòng khách nha. Tất nhiên là chúng ta sẽ dùng luôn cái bộ sofa mây để mà đồng bộ cái nội thất ở trong căn phòng này. Tiếp theo là chúng ta sẽ trang trí một vài đồ vật bằng cây nè, hoặc là bằng những cái máy bán sô-cô-la như trong hình của tôi đó. Về đồ vật trang trí thì mọi người có thể chọn bất kỳ đồ vật nào mà mọi người thích, nhưng mà lưu ý là phải chọn cùng màu với cái nội thất ở đây nha, nếu không là nó sẽ bị lệch xấu lắm đó. Tuy là trong cùng một không gian, cùng một phòng, nhưng mà để người ta nhìn vào người ta biết rõ là khu vực nào là phòng ngủ, khu vực nào là phòng khách, thì chúng ta cần tạo cái độ ngăn cách giữa hai căn phòng này. Nhưng mà nếu sử dụng vách ngăn hay là sử dụng cửa thì nó sẽ tạo cái cảm giác bị bí vì không gian ở đây nó quá là hẹp rồi. Thế nên là Nhi đã sử dụng những cái khối gỗ và cái tủ sách để tạo ra một cái vách ngăn. Nó vừa giúp ngăn cái không gian lại nè, mà nó vừa là cái khu vực để đọc sách nữa. Cái này được gọi là một mũi tên trúng hai đích đó. Đừng quên đặt một chiếc ghế vào để khách có thể ngồi đọc sách nha. Và thêm một cây đèn nữa, nếu như lỡ đọc vào buổi tối thì sao. Ok, xong không gian phòng khách thì trở lại với không gian phòng ngủ. Đố mọi người ở đây còn thiếu cái gì đó. Không biết mọi người có đoán đúng không, nhưng ở đây tôi thấy là còn thiếu một cái tivi đó. Lý do vì sao không đặt tivi ở phòng khách, thứ nhất là vì phòng khách đã quá nhiều đồ rồi và cái không gian nó cũng không có được rộng nữa, cho nên nếu đặt vào thì rất là lộn xộn. Thứ hai là thường mà mọi người đi phòng khách sạn, mọi người nhớ không, là cái tivi nó sẽ nằm ngay trước cái giường á, vì người ta thường là người ta sẽ thích nằm trên giường để xem tivi hơn. Sau khi đặt cái tủ ở đây á, thì tôi thấy là cái tủ nó quá là nhỏ so với cái không gian cái tủ sách ở đằng trước, cho nên là tôi quyết định sẽ dùng cái khối gỗ giống như ở phòng khách để đặt ở trong phòng ngủ luôn, nó sẽ phù hợp và đồng bộ hơn á. Khúc nào ở trên cái kệ này thì mọi người có thể trang trí bất kỳ cái đồ nào mà mọi người thích. Tôi trang trí cái bình rượu nè, nhưng mà thấy đặt hai cái hai bên nhìn như giống kiểu bàn thờ quá, nên là cất đi một cái. Sau đó suy nghĩ thì đặt cái khay bánh mì lên, với lại đặt thêm hai cái chai xà phòng. Thường thì mọi người vào phòng khách sạn, người ta sẽ chuẩn bị cho mọi người mấy cái đồ mà kem đánh răng, bóp đánh răng, dầu gội, dầu tắm, mấy cái thứ đó đó. Thì cái này nó cũng tương tự vậy đó mọi người. Mà thiệt luôn á, mấy cái chai này đâu có đặt vừa cái khay làm tôi loay hoay nguyên một buổi luôn á trời, mất gần vài phút của mọi người luôn á. Và sau khi ngắm rất là nhiều căn nhà đẹp thì tôi chợt nhận ra là căn phòng nó sẽ đẹp hơn nếu như mà mọi người có đặt trần lên. Nó sẽ tạo giới hạn cái không gian phòng của mọi người lại và mọi người sẽ nhìn một cách rõ ràng hơn á. Thế nên là từ nay lúc xây cái gì tôi cũng sẽ đặt trần nhà cho cái căn phòng đó hết. Và tất nhiên cái trần mà tôi yêu thích là cái vách ngăn bách diệp này nè. Nó vừa rẻ mà nó vừa màu vừa đẹp nữa. Thế là hôm trước xây cái phòng gì, cái tiệm bánh mì là đã đặt cái này rồi. Nay xây cái phòng khách sạn cũng đặt cái này luôn. Mà mọi người dùng cái này đi, nhìn cái này vừa đẹp mà vừa rẻ nữa.
Đây, sắp xong rồi còn cố gắng bòn thêm cái đồng hồ bỏ vô cho nó sang. Cái đồng hồ này mua có 3.000 yên sao mà nhìn nó sang ghê ha. Nói chung là mọi người có nhiều tiền thì mọi người cứ cố gắng để có mấy cái đồ lạ mắt nhất có thể là nó đẹp liền ha. Ok, cùng nhìn lại lần cuối căn phòng thật là kỹ càng trước khi chốt sổ tinh tinh tiêu tiền nha. Mong là đã giúp ích được cho mọi người vào công cuộc xây nhà của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Nếu mọi người thích hãy cho tôi một like nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara.